Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của mình Vũ Audio. Ở clip ngày hôm nay thì em xin được test cũng như là giới thiệu đến các bác về cái mẫu đẩy B3 thương hiệu của Đức. Con này thì công suất của nó rất là khỏe, 1250W một kênh, hoạt động ở chế độ 8 ohm nha các bác nhé. Model con này là UA2500. Hình thức thì cũng còn tương đối là đẹp, máy móc zin nguyên bản. Con này em đang bán mức giá là 5 triệu nha các bác nhé. Chút về cái thông số của nó, 1250W nhân 28 ohm, đánh ở chế độ 4 ohm của nó là 2000W, còn chế độ Bright Mono là 3600W, rất là khỏe, khỏe kinh khủng luôn, chất âm mộc đã hay. Nhân tiện đây test cặp loa cho anh Sơn ở Ninh Bình nhé, cặp loa Deso quánh kinh điển luôn. Cho nó rực rỡ. Chất âm ra đã hay như vậy rồi. Cặp này thì dòng loa này thì dòng loa Deso đánh đa thể loại nhạc. Anh em chơi nhạc sàn hay là nhạc vàng hay không lời cũng rất là hay. Đặc biệt là nhạc sàn thì nghe con này rất là sướng. Tí nhạc không lời nhé. Có rất là nhiều những cái bản nhạc hay nhưng mà các bác thông cảm là lý do bản quyền nên không thể test được. Rất là hay. Còn khi các bác về sử dụng, mình kết hợp thêm vang số hay là equalizer hay lưng tiếng thì cái chất âm nó ra nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Còn anh em mà chơi chuyên nghiệp, mình có thể kết hợp với những cái dòng bàn mixer, crossover số thì đánh rất là hay, đẳng cấp luôn. Hiện
tại dòng loa DSO này cái số lượng em cũng không còn nhiều. Nên các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu phố Ái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, Trinh Hải Dương. Clip này thì em xin ngắn gọn tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và gặp lại ạ.